Dạ, con kính thưa đại chúng, sau khi con học thuộc ba phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì kênh Nhân Quả Nhân Hồi đã gửi tặng con bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Dạ, đây là một bộ kinh do ngài Thích Chí Thịnh dịch ạ, và bộ kinh này hình ảnh rất là sắc nét, bìa được làm bằng bìa mica rất là chắc chắn bền, hình ảnh rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, đây để con quay cho tất cả đại chúng cùng chiêm ngưỡng ạ. Rất là dày và chắc chắn ạ. Trang đầu tiên về ngài Thánh Nữ Bà La Môn rất là đẹp. Tiếp theo là hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Đây là từng trang một rất là đẹp luôn. Và hình ảnh phẩm đầu tiên về cung trời Đao Lợi, thì khi đại chúng hành trì thì lời kinh rất là rõ ràng, hình ảnh rất là bắt mắt luôn ạ. Vâng ạ, đây là cung trời Đao Lợi rất là đẹp, rất dễ để cho chúng ta hành trì quán tưởng, rất là đẹp. Bộ kinh Địa Tạng màu này, hình ảnh rất là đẹp luôn ạ. Có rất nhiều các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị trời rồng quỷ thần tụ tập tụ hội trên cung trời Đao Lợi, rất là nhiệm màu, rất là linh thiêng luôn ạ. Vâng ạ, đẹp quá ạ. Vâng, đây là phần về các vị thần ạ, trong phẩm thứ nhất kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Rất dễ cho chúng ta nhiếp tâm và quán tưởng hình ảnh và nhớ lời kinh sâu. Còn đây là hình ảnh của các vị quỷ vương, hình ảnh của các vị quỷ vương ạ. Lời kinh rất là hay, hình ảnh đẹp lắm. Con khi con được nhận bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tranh, hình ảnh lôi cuốn con, và con thích lắm ạ, rất đẹp ạ. Rất dễ quán tưởng hình ảnh các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thần, các vị quỷ vương. Nhớ lời kinh rất là sâu, đẹp quá ạ. Đây là quyển thượng. Đây là hình ảnh Thánh Nữ Bà La Môn. Đây là hình ảnh Thánh Nữ Bà La Môn thương xót mẹ khi mà mẹ ốm và mẹ mất. Đây là hình ảnh ngài đến trước tượng Đức Phật Giác Hoa Định Vị Tạng Vương Như Lai và đảnh lễ ngài, cầu thần ngài. Đẹp quá. Rất là tuyệt vời. Đây là quyển thượng ạ. Đây là con sẽ quay sang phẩm quyển trung ạ. Quyển trung thì bìa cũng rất là chắc chắn, hình ảnh cũng rất là đẹp. Quyển trung thì bắt đầu phẩm thứ 5, danh hiệu của các địa ngục. Rất là đẹp, màu sắc rất là sắc nét. Rất dễ cho chúng ta quán tưởng khi chúng ta hành trì kinh hàng ngày. Đây, trong phẩm thứ 5 này, Đức Phật nó thuyên thuyết về địa ngục. Thứ nhất là địa ngục A Tỳ ạ. Hình ảnh rất là rõ ràng để cho chúng ta quán tưởng hình ảnh các chúng sinh bị đọa vào đây và chịu khổ rất là thương. Đây là địa ngục tứ giác. Dạ, đây ạ. Con quay gần như này để mọi người cùng có thể chiêm ngưỡng các hình ảnh các vị Phật, các Bồ Tát và hình ảnh các địa ngục rất là ghê rợn. Đây là địa ngục Phi Đao. Rất là ghê rợn, rất là thương chúng sinh. Rất là thương chúng sinh. Khi chúng ta hành trì kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ biết được nhân quả để làm lành danh dự, biết
hiếu kính, hiếu kính với cha với mẹ, hiếu kính với tất cả chúng sinh, hiếu kính với muôn loài. Bộ kinh Địa Tạng màu lại đẹp quá, con rất hoan hỉ khi con được 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 nhận ba quyển hạ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, con rất là hoan hỉ. Màu sắc rất là rõ nét để chúng ta dễ quán tưởng các hình ảnh, các hình ảnh địa ngục hiện ra rất là rõ ràng, rất là đẹp, rất là hoan hỉ. Dạ, đây con, bây giờ con sẽ quay sang quyển hạ. Quyển hạ cũng rất là đẹp, quyển hạ thì màu sắc cũng tương tự như quyển thượng, quyển trung ạ. Quyển hạ là Đức Bồ Tát Địa Tạng rất là oai nghiêm, từ bi. Một phẩm thứ 10, hình ảnh cũng rất là đẹp, đẹp lắm luôn ạ. Con hoan rất là hoan hỉ. Và sau khi con nhận được bộ kinh Địa Tạng này, bổ nhiệm màu này, con rất là hoan hỉ, lòng con vô cùng vui mừng. Dạ, con xin hết, con xin hết ạ. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con ạ. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So Ha.